Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn toàn tỉnh Long An đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng có lúc nắng gián đoạn, với nền nhiệt cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió nhẹ. Về tình hình thủy văn, mực nước khu vực phía Bắc ít biến đổi. Dự báo ngày mai 22 tháng 10, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Mộc Quá là 1,44m, tại trạm Tân Hưng là 2,26m, tại trạm Vĩnh Hưng là 2,21m. Và 2,75m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức là 2,04m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước xuống theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất ngày mai là 1,26m, còn ở trạm Bến Lức là 1,38m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều với khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và 21 giờ đến 23 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Gió đông đông bắc cường độ yếu trên khu vực Nam Bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua khu vực Bắc Bộ, hoạt động mạnh và lấn Tây. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét, ngày nắng có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất khu vực này là từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, có nơi dưới 24 độ, gió nhẹ. Đối với miền Tây Nam Bộ, đêm nay khu vực này cũng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cũng cần đề phòng gió giật mạnh, sét. Ngày nắng có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, gió nhẹ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.